nhân kỷ niệm 55 năm thành lập đặc khu ủy Quảng Đà, chiều nay Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm các gia đình và viếng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên Bí thư đặc khu ủy Quảng Đà. Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thắp hương tưởng nhớ nguyên Ủy viên Ban thường vụ khu ủy năm, nguyên Bí thư đặc khu ủy Quảng Đà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng Hồ Ninh và tưởng nhớ nguyên khu ủy viên khu năm, Nguyên Bí thư đặt khu ủy Quảng Đà, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng Trần Thận đã từ trần. Đây là hai đồng chí đảm nhận trọng trách lãnh đạo đầu tiên ngay khi đặt khu ủy Quảng Đà được thành lập tháng 10 năm 1967. Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi hai gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một văn minh, giàu đẹp hơn.